Hoan hỉ, chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 6 âm lịch này, ai cũng mong muốn mình gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022, mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để chúng ta có thể tìm kiếm được những điều tốt đẹp, để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 6 năm 2022, những gia chủ tuổi Kỷ Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, khi bước vào tháng 6 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được rất nhiều những may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Kỷ Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 6 âm lịch này. Và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để có thể cập nhật tất cả những nội dung mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người thông minh, khôn khéo, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 chính là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng nên mọi chuyện thường rơi vào tình thế không thể vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người và thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh của gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời Tiền Trung Vận, tuổi già được nhiều phước đức và con cái nên danh. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng quý mến, không phải lo nghĩ nhiều, tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà. Bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh và suy nghĩ không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là, bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết bất khí. Nên trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như là gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Với những người vui thú điền viên vừa tăng gia sản xuất để có thể cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai thì tốt nhất là nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nên phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi năm Nhâm Dần thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với những người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng này. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu do hệ miễn dịch suy giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan và không mấy quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Do tuổi khá cao, bản mệnh nên thận trọng khi đi lại, dịch chuyển, hạn chế tình trạng bị té ngã, va quệt xe cộ hoặc vấp vào đồ dùng trong nhà. Những người có tiền sử bệnh xương khớp thì không nên đi đến những môi trường ẩm ướt, thời điểm giao mùa cần chú ý chăm sóc cơ thể để khỏi mang bệnh vào thân. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ trong tháng của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Tháng này, bạn sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống gần hết cuộc đời, bạn biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 6 năm 2022, tức ngày 5 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giác Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 6 năm 2022, tức ngày 17 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 6 năm 2022, tức ngày 10 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 6 năm 2022, tức ngày 22 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại,
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá súng tử vi cho tuổi Thân sinh năm 1949 trong tháng 6 âm lịch. Chắc hẳn quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.